người dân Mozambique đang bầu cấp địa phương tên tự Maputo. Người dân Mozambique đang đi bầu chính quyền cấp địa phương trong lúc trong nước đang gia tăng căng thẳng chính trị, có thể dẫn đến nội chiến một lần nữa. Đảng Renamo là đảng đối lập chính tẩy chay cuộc bầu cử hôm nay, trong khi người lãnh đạo là ông Afonso da Gama, đối thủ của đảng cầm quyền Frelimo trong cuộc chiến tranh từ năm 1975 đến năm 1992, đang ẩn núp trong chiến khu. Từ tháng 4 đã bắt đầu diễn ra các vụ bắn nhào, phục kích, tấn công du kích, làm lu mờ hình ảnh một quốc gia Mozambique ổn định, đang phát triển nhanh và được ưu đãi với nhiều mỏ than, mỏ dầu khí. Ông Da Gama, 60 tuổi, đã liên tiếp thất cử, nói rằng đảng Frelimo của Tổng thống Armando Guebuza đã độc quyền chính trị và kinh tế, và ông đòi cải cách hệ thống bầu cử. Người dân ở thủ đô Maputo đang đi bầu đã nói rằng mong ước duy nhất của họ là có thể sống trong hòa bình. Trong ngày hôm qua, dân quân đã tấn công một đoàn xe quân đội trên xa lộ trong tỉnh Sofala và đã giao chiến với lực lượng an ninh ở Gorongosa. Nhiều người dân trong vùng nông thôn đã về các thị trấn và thành phố trước khi bầu cử. Quận trưởng của quận Gorongosa nói rằng Renamo đã rải truyền đơn kêu gọi người dân đừng đi bỏ phiếu.